cái thông tin này thì chúng ta có ở trong cái bảng lưu ý này hai ký tự cuối cho biết nước lắp ráp thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy Việt Nam thì là vn vn còn Nhật Bản thì là nb rồi thế nên nước lắp ráp này chỉ có hai điều kiện như vậy thôi thế nên là chúng ta sẽ sử dụng uh, gọi là câu if ở đây bằng này if mở ngoặc ra chúng ta sẽ phải lấy hai ký tự cuối của một chuỗi thế nên là chúng ta sẽ nghĩ đến hàm right right chuỗi này hai ký tự cuối này và nếu hai ký tự cuối này bằng vn thì chúng ta sẽ cho lại là Việt Nam Việt Nam ok Việt Nam đóng ngoặc lại còn nếu mà không phải thì chúng ta phải kiểm tra tiếp có phải là NB hay không ở trong trường hợp này ấy, thì chúng ta chỉ có một là NB hai là VN thôi thế nên là chúng ta có thể viết vào đây ngay là Nhật Bản như thế này được không có vấn đề gì cả và công thức của chúng ta nếu mà lặp lại vẫn hoàn toàn đúng không có gì sai cả nhưng vấn đề là khi mà các bạn có nhiều hơn hai nước bởi vì nếu mà là hai nước thì không là Nhật Bản thì là Việt Nam, không là Việt Nam thì là Nhật Bản thì chúng ta làm như thế này được, câu if như thế này được. Nhưng khi mà có ba nước trở lên chẳng hạn thì có thể là đề bài nó sẽ cho chúng ta một cái bảng tra cứu và chúng ta ở đây không phải sử dụng if nữa mà chúng ta sẽ sử dụng cái bảng tra cứu đó và sử dụng hàm Vlookup để để tra cứu nhưng mà trong trường hợp này chỉ có hai cái nước này thôi thế nên là mình sẽ sử dụng hàm if ở đây. Bây giờ đến một câu rất là thú vị ở đây, đó chính là giá xuất xưởng và chúng ta sẽ theo dõi cái đề bài này, giá xuất xưởng được tính như thế nào? Giá xuất xưởng được tính căn cứ vào mã loại và nước lắp ráp và được dò tìm ở trong bảng số 2. Thì cái bảng số 2 này chính là bảng ở đây. Chính là bảng này chúng ta sẽ quan sát một chút làm thế nào mà để chúng ta có thể tra cứu được hai chiều vừa tra cứu bằng mã loại vừa tra cứu bằng cái tên nước sản xuất ở đây đây chính là cái vùng dữ liệu của chúng ta chúng ta sẽ tô màu vàng lên để chúng ta dễ nhìn làm sao chúng ta có thể tra cứu được cái này dựa trên hai cái điều kiện là mã loại và mã nước ở đây thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một công thức đó là index kết hợp với cả hai hàm match bởi vì là index có hai cách sử dụng, chúng ta sẽ làm như sau ở trong ô D3. Index này mở ngoặc ra một cái. Khi các bạn mở ngoặc ra như thế này thì Excel đã gợi ý cho chúng ta là index này là có hai cách xử lý, cách thứ nhất là dùng array ở đầu và cách thứ hai là dùng reference. Và cái phần reference này chính là cái phần mà chúng ta muốn lấy lại thực ra là mình sẽ không đi vào quá sâu vào công thức index và match ở trong trường hợp này, bởi vì đây là cái chương trình luyện thi thế nên là các bạn mặc nhiên là mình nghĩ là các bạn đã học index và match rồi, chúng ta chỉ viết thôi. Bây giờ cái phần reference này thì chúng ta sẽ chọn từ ô L15 cho đến ô L21. L15 cho đến ô M21 ở đây và chúng ta sẽ khóa cái ô đó lại bằng cách phím phím F4 như thế này. Tạm thời thì mình sẽ chưa viết công thức này vội và mình sẽ cho cái cột D này rộng ra để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được công thức của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ viết lại index này. Array là L15 cho đến M21, bấm F4 để khóa lại. Bấm F4 để khóa luôn L15 lại. Sau đó thì row number, row number chúng ta lấy như thế nào? Row number này chúng ta để ý là chúng ta muốn chọn mã loại ở dòng nào thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái hàm match để lấy ra cái mã loại tương ứng với cả cái dòng đó thế nên là quay trở lại với cái công thức index match của chúng ta ở đây thì chúng ta có hàm match đầu tiên hàm match này thì chúng ta sẽ phải look up cái value nào look up cái value đó chính là cái mã loại mã loại ở đây là hai cái mã đầu tiên Bây giờ cái lookup value này thì chúng ta sẽ lấy ở đâu? Chúng ta sẽ quay lại bảng số 2 này một chút. Chúng ta sẽ quay lại cái bảng số 2 này một chút thì chúng ta có mã loại ở đây. Mã loại thì theo như đề bài đã nói, mã loại thì chính là hai cái ký tự đầu tiên. Thế nên là chúng ta sẽ lại phải sử dụng hàm left và lấy hai cái ký tự đầu tiên đó. Hàm left này, hai ký tự đầu tiên này thì đó là cách mà chúng ta đã lấy ra hai cái ký tự đầu tiên rồi. Tiếp theo lookup array thì chúng ta sẽ xem hai cái ký tự đầu tiên này ở vị trí nào thì chúng ta sẽ cần biết được là tô là ở dòng thứ mấy ở trong cái bảng số 2. Thế nên là chúng ta lại ra bảng số 2. Chúng ta quét từ G15 cho đến G21 và chúng ta sẽ phải bấm phím F4 trở lại. Match type chúng ta sẽ cần exact match không ở đây. Tiếp theo đến hàng match thứ hai là match theo column. Match này cái giá trị mà chúng ta cần phải tìm kiếm ở trong một dãy đó chính là hai ký tự cuối thế nên là chúng ta sẽ sử dụng hàm right ở đây hai ký tự cuối cho số 2 vào sau đó lookup array chúng ta sẽ chọn ở đây là phần ở phía trên là từ l14 cho đến m14 chúng ta cũng khóa cái phần này lại luôn sau đó match type chúng ta để là không đóng hoặc lại là đóng hoặc hàm match sau đó đóng ngoặc một lần nữa là đóng ngoặc hàm index, bấm enter. Oh, NA tại sao lại như vậy? Thì khi mà chúng ta gặp cái vấn đề này thì chúng ta sẽ uh, bấm cái phím F2 ở trong ô đó để chúng ta có thể đi từng ô và chúng ta kiểm tra lại xem là vấn đề của chúng ta ở đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng phím F9 để thử cái hàm match đầu tiên xem xem là kết quả nó đưa về là như thế nào. Chúng ta sẽ bôi đen cái phần hàm match đó, sau đó bấm phím F9 ở trên bàn phím thì ở đây kết quả là NA. Chúng ta sẽ bấm phím Ctrl Z ở trên bàn phím để trả lại cái công thức. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra cái hàm match thứ hai chúng ta sẽ kiểm tra hàm match thứ hai, bấm phím F9 và là số 1, cái này thì ok rồi, không có vấn đề gì. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta <laughs> là chúng ta tại sao lại có cái hàm match thứ nhất chúng ta bị sai? Thế nên là chúng ta sẽ thử hàm match thứ nhất lại một lần nữa, bấm phím F2 này. Ở đây left A32 thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là kết quả của cái hàm left này là gì bằng cách bấm phím F9 là TO đúng rồi. Không có vấn đề gì. Quay lại với cả cái bảng tính ở đây. Chúng ta xem xem là tại sao lại như vậy. Mã loại. Mã loại ở đây. À, có nghĩa là ký tự 3 và 4 mới cho biết mã loại mà ở đây mình đã nhầm là mình lấy hai ký tự đầu tiên. Như vậy thì chúng ta sẽ sửa công thức như sau. Đấy là một cái ví dụ mà chúng ta có thể khi mà nhận được kết quả sai chúng ta sẽ sử dụng phím F9 để chúng ta đi lại công thức của chúng ta. Bây giờ thì thay vì hàm left chúng ta sẽ phải sử dụng hàm mid ở đây, hàm mid này. Mã loại như chúng ta đã biết là lấy ký tự từ ký tự thứ ba và lấy hai ký tự. Đó, thế là xong hàm match. Bấm enter thì chúng ta có cái giá xuất xưởng ở đây là 20. Chúng ta sẽ lặp lại cái công thức này xuống phía dưới như thế này. Như vậy là chúng ta đã có thể tra cứu được giá xuất xưởng của các cái loại xe này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cái yêu cầu số 5, thuế, nếu xe được lắp ráp tại Việt Nam thì không có thuế, ngược lại thuế 10% của giá xuất xưởng. Vậy nên thì nếu mà không được lắp ráp tại Việt Nam có nghĩa là hai ký tự cuối khác Việt Nam. Chúng ta sẽ viết như sau, if mở ngoặc ra, logical test ở đây là right của mã hàng phẩy 2 này không bằng Việt Nam Không bằng Việt Nam chúng ta viết là khác Việt Nam như thế này Khác Việt Nam thì thuế sẽ bằng giá xuất xưởng nhân với cả 10% Tức là 0.1 Còn lại thì chúng ta để là không đóng hoặc lại, xong hàm if ở đây Toyota hai cái số cuối, hai cái chữ cuối là Việt Nam thế nên là thuế là không. Bây giờ chúng ta sẽ thử lặp lại cái công thức này xuống phía dưới và hồi hộp chờ đợi xem là công thức của chúng ta có đúng hay không. Có nghĩa là cứ Nhật Bản là sẽ bị 10% thuế. Nhật Bản này 10% thuế này, ở đây cũng Nhật Bản 10% thuế. Cuối cùng cũng Nhật Bản là 10% thuế. Đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến giá thành Giá thành của chúng ta ở đây đơn giản là bằng giá xuất xưởng cộng với thuế mà thôi Thế nên là chúng ta sẽ có thể sử dụng hàm sum Hoặc là chúng ta có thể cộng hai số này với nhau cho đơn giản như vậy thôi D3 cộng với cả E3 Rồi chúng ta sẽ lặp lại công thức này xuống phía dưới Và thế là chúng ta đã làm được một cái thống kê số lượng và giá thành theo từng nhãn xe Đấy là cái yêu cầu số 7 Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái yêu cầu số 7 ở đây, số lượng của Toyota, số lượng của Toyota. Nói đến số lượng, chúng ta cần đếm số lượng Toyota bằng cái tên xe này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ thì đếm số lượng ấy, đếm số lượng dựa trên điều kiện ấy, đếm số lượng những dòng nào có chữ Toyota ấy thì chúng ta sẽ phải dùng count if, có nghĩa là có nghĩa là chúng ta sẽ đếm theo điều kiện count if ở đây số lượng chúng ta giả sử là count if một cái như thế này. Đó, count if một cái mở ngoặc ra, chúng ta đếm trong vùng nào thì chúng ta sẽ đếm từ B3 cho đến B11, thế nên là chúng ta sẽ bấm chọn B3 đến B11 chúng ta sẽ luôn luôn đếm ở trong vùng này, thế nên là chúng ta sẽ bấm phím F4 để khóa cái vùng này lại, bấm phẩy một cái, ở đây mới là cái mà các bạn sẽ cần phải chú ý này, có nghĩa là cái điều kiện mà đếm ở chỗ này là Toyota, nếu mà chúng ta chọn Toyota đơn thuần như thế này thôi, chẳng hạn ấy, thì chúng ta thử xem xem chúng ta có đếm được hay không, bấm Enter thì tất nhiên là chúng ta không đếm được rồi, thế nên bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể đếm được? thì uh, cái bài này thì chúng ta sẽ làm như sau, F16 này. Chúng ta biết là Toyota luôn đứng ở vị trí đầu tiên thế nên chúng ta sẽ nối F16 này với một ký tự sao. Cái ký tự sao này nó sẽ đại diện cho bất kỳ một cái lượng ký tự nào phía sau của chữ Toyota. Ví dụ tên xe cứ bắt đầu bằng Toyota thì cái công thức cao if này nó sẽ đếm. bấm enter thì chúng ta có thể thấy được kết quả ở đây chúng ta sẽ có 3 xe Toyota. Lặp lại kết quả này cho các cái xe tiếp theo thì chúng ta có 3 xe Ford, 3 xe Ford ở đây và 3 xe Mitsubishi và giá thành như vậy. Với cách tính tổng giá thành theo điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if và tương tự như cái suy luận mà chúng ta đã sử dụng ở trong hàm count if này thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if như sau. Sum if mở ngoặc ra. Đầu tiên là cái vùng mà chúng ta sẽ check cái điều kiện đó chính là từ B3 cho đến B11. Chúng ta sẽ khóa vùng này lại. Tiếp theo đó là criteria Chính là Toyota và chúng ta sẽ phải nối với cả ký tự sao một lần nữa. Tiếp theo là chúng ta tính tổng trong vùng nào. Vùng giá thành là F3 cho đến F11. Chúng ta lại tiếp tục bấm phím F4 để lưu giữ nó lại. Bấm đóng hoặc lại bấm Enter thì chúng ta có giá thành. Có thể lặp lại cho các ô còn lại một cách rất là nhanh chóng. Vậy là giá thành thì Ford là đắt nhất là 80,8% tương tự như Toyota là 79,95 và Mitsubishi là 79,1. Và như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được đến 7 cái yêu cầu này rồi. Cái yêu cầu số 8 là sắp xếp bảng tính tăng dần theo tên xe chẳng hạn. Thì rất là đơn giản chúng ta sẽ chọn toàn bộ bảng tính này, sau đó chúng ta sẽ sử dụng phím tắt là Control Shift L trên bàn phím và các bạn có thể nhìn thấy khi mà mình bấm Control Shift L thì cái phần tiêu đề của cái bảng này nó đã xuất hiện những cái nút lọc và bây giờ thì chúng ta sẽ sắp xếp theo tên xe bằng cách là bấm nút lọc sau đó chọn Sort A to Z như vậy.